Thưa quý vị, cuộc thi khoa học kỹ thuật lâu nay đã trở thành một sân chơi trí tuệ quen thuộc với học sinh trung học. Nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai hiệu quả, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Năm học 2022-2023, Tây Ninh có 2 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia, trong đó có 143 dự án thuộc 17 lĩnh vực khắp cả nước cùng thi tài. Kết quả, một trong 2 dự án đó đã đạt giải 3. Đó là dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện người vi phạm không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha. Là những học sinh chuyên dạy tin học với niềm đam mê nghiên cứu công nghệ thông tin để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, Nguyễn Chí Tính, học sinh lớp 11 Tinh và Nguyễn Phạm Thanh Tâm, học sinh lớp 10 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, đã có ý tưởng thực hiện dự án này từ ngay những điều mình bắt gặp hàng ngày. Do tụi em thấy được cái tình trạng về tai nạn giao thông ở tỉnh mình và ở trên nước của mình nó hiện tại đang diễn ra hàng ngày và nó mang lại rất nhiều thiệt hại cho con người liên quan đến tính mạng và tài sản. Trong đó thì hành vi sử dụng điện thoại và hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một trong những hành vì rất dễ gây đến tai nạn giao thông. Vì thế nên tụi em quyết định lên ý tưởng cho dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện người vi phạm không đội mũ bảo hiểm và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Khi mà làm thì mới bắt đầu làm thì các cháu cũng khá là vất vả để các cháu có thể hoàn thiện được cái dự án và tham gia thi vòng tỉnh là các cháu đạt được là nhất vòng tỉnh và sau đi vòng quốc gia thì đạt giải 3. Khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án là thu thập dữ liệu, nhất là hình ảnh tham gia giao thông của người tham gia giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, các em nhận được sự hỗ trợ kịp thời của nhà trường và đơn vị liên quan. Có dữ liệu trong tay, các em bắt đầu phân tích, xây dựng thuật toán nhận diện các hành vi. Các em cùng giáo viên hướng dẫn đã áp dụng mô hình tối ưu, nhận dạng chính xác nhất những đối tượng có kích thước nhỏ như chiếc điện thoại bé xíu mà người đi đường cầm trên tay. Tại vì những lĩnh vực mà đưa ra thì hầu hết là chị thấy là đều nó liên quan đến các cái ứng dụng mà mang tính thực tiễn rất là cao và nó không có bị bó buộc vào những cái lý thuyết mà nhàm chán. Đấy thì các cháu cũng tham gia rất là tích cực, đặc biệt là các cháu có thể làm ngày làm đêm về cái dự án của mình. Các cháu xem nó giống như là một cái đứa con tinh thần của các cháu như vậy. Kết quả giải nhất cuộc thi cấp tỉnh và giải 3 cuộc thi cấp quốc gia là niềm trọng chiên to lớn để các em mạnh dạn sáng tạo trên nền tảng kiến thức kinh nghiệm có được. Nhưng niềm vui lớn hơn cả là các em đã dẫn chủng thành công trí tuệ nhân tạo vào đời sống, giải quyết được 2 bài toán khó là độ chính xác nhận dạng người không đội mũ bảo hiểm đạt khoảng 87%, nhận diện người sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông đạt 79%. Thì mong muốn ban đầu của chúng em trong dự án là có thể góp phần giúp giảm thiểu cái thiệt hại về tai nạn giao thông và nâng cao ý thức về tham gia giao thông của người dân. Dự án này mang lại cho chúng em rất nhiều cái kinh nghiệm trong việc huấn luyện mô hình cũng như các thuật toán liên quan đến nhận diện hình ảnh. Em cảm thấy là vui, giúp ích được cho đời, giúp cho xã hội để giảm thiểu cái thiệt hại về vấn đề giao thông và giúp nâng cao ý thức của mọi người. Hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đã quá rõ ràng, nhưng hành động thế nào để thay đổi hành vi góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông mới là điều đáng nói. Với dự án này, Nguyễn Chí Tính và Nguyễn Phạm Thanh Tâm đã cho thấy hành động thiết thực nhất, đồng thời cũng phù hợp với xu thế chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Một ý tưởng sáng tạo để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.